Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn chi tiết về cấu tạo và thi công, lắp đặt thép cột, vách. Cột, vách có vai trò rất quan trọng trong kết cấu của công trình, chịu toàn bộ tải trọng của công trình, nâng đỡ toàn bộ công trình và truyền tải trọng xuống móng. Sau khi thi công hoàn thành các cấu kiện bên dưới, tiến hành định vị lại tim trục, dùng vam căn chỉnh thép chờ đúng vị trí thiết kế. Sau khi căn chỉnh thép chờ, cột, vách đúng vị trí, tiến hành các bước sau. 1. Gia công, lắp dựng thép dọc. Số lượng, đường kính thép dọc theo yêu cầu tính toán của thiết kế. Hàm lượng cốt thép dọc chịu lực, thường lấy tối thiểu là 0,2% và tối đa là 3%. Đường kính thép dọc thường lấy từ D12 đến D40. Chọn và bố trí thép dọc sao cho khoảng cách thông thủy giữa hai thanh thép không nhỏ hơn 50mm. Phương không chịu lực bố trí thép cấu tạo, nhưng khoảng cách hai thanh thép không lớn hơn 500mm. Trong điều kiện chật hẹp có thể bố trí thép dọc theo từng cặp, nhưng khoảng cách giữa các cặp phải đảm bảo không nhỏ hơn 50mm. Chiều dài nối thép dọc lớn hơn hoặc bằng 30D. Số lượng vị trí nối thường phụ thuộc vào số lượng thanh thép dọc ở một mặt cột. Nếu một mặt cột nhỏ hơn 4 thanh, nối một vị trí. Nếu một mặt cột từ 5 đến 8 thanh, nối hai vị trí. Nếu một mặt cột lớn hơn 8 thanh, nối 3 vị trí. Tại vị trí chân cột và đỉnh cột, theo tính toán nội lực thường lớn hơn giữa. Nhưng để thuận tiện trong thi công thì nhiều công trình thiết kế cho nối từ chân cột. Trong trường hợp đường kính thép dọc lớn, khi nối cần phải uốn thép, độ dốc uốn không lớn hơn 1/10. Nếu cột thay đổi tiết diện thì đoạn uốn nằm trong nút khung, độ dốc uốn không lớn hơn 1/6. 2. Gia công, lắp dựng thép đai. Đường kính, khoảng cách thép đai phụ thuộc vào tính toán của thiết kế. Đường kính thép đai thường chọn từ D6 đến D12, khoảng cách từ 50 đến 300mm. Tại chân cột, nội lực lớn nên bố trí khoảng cách đai bé hơn giữa cột. Tại đoạn nối chồng chân cột, khoảng cách đai thường chọn nhỏ hơn 10D. Đây là đường kính cốt thép dọc lớn nhất trong cột. Khu vực giữa cột thường bố trí khoảng cách đai không lớn hơn chiều rộng cột, không lớn hơn 500mm và không lớn hơn 20 lần đường kính cốt dọc nhỏ nhất. Đai đầu tiên lắp đặt cách mặt sàn 5cm, khi lắp đặt đảo vị trí nối của đai xen kẽ nhau. Đối với công trình chống động đất, cần bố trí đai trong cả nút khung. 3. Gia công, lắp đặt thép đai phụ. Đai phụ có tác dụng chống phình, giữ các thanh thép dọc giữa cột đúng vị trí trong quá trình thi công. Đai phụ thường không tính toán mà bố trí theo cấu tạo, thường dùng thép D6 đến D10, khoảng cách bằng 2 lần đai chính. Gia công, lắp dựng cốt thép vách. Vai trò của vách tương tự cột, vách thường sử dụng cho các công trình cao tầng, có tải trọng ngang và tải trọng thẳng đứng lớn, bố trí vách để tăng độ cứng theo phương ngang cho công trình. Cấu kiện cột có kích thước cạnh dài trên cạnh ngắn lớn hơn 4 thì được tính là vách. Để tránh mất ổn định ngang, bề dày vách lấy không nhỏ hơn chiều cao tầng trên 20 và không nhỏ hơn 150mm. Quy trình thi công thép vách tương tự như thép cột. 1. Gia công, lắp dựng thép dọc. Đường kính, số lượng thép dọc theo yêu cầu tính toán của thiết kế. Hàm lượng cốt thép dọc chọn lớn hơn hoặc bằng 0,4%, nhưng không vượt quá 3,5%. Đường kính thép vách thường chọn không nhỏ hơn 10mm và không nhỏ hơn 0,1 bề rộng vách. Đối với vách, thép chịu lực là thép dọc vùng biên hai bên, vùng giữa là thép cấu tạo. Bố trí thép dọc cả hai phương sao cho khoảng cách thông thủy của hai thanh lớn hơn 50mm, nhưng không lớn hơn 250mm. Các quy định về chiều dài, số lượng, vị trí mối nối, chiều dài neo, trong vách tương tự cột. Trong trường hợp vách có lỗ mở nhỏ hơn 50cm, phải đặt tăng cường ít nhất 2D12 ở mỗi vị trí biên và góc lỗ mở. Vách có lỗ mở lớn, cần chọn giải pháp tăng chiều dày thành vách quanh lỗ mở và cấu tạo thành vách dưới dạng các dầm bao. Hai, gia công, lắp dựng cốt thép đai. Đường kính, số lượng đai theo yêu cầu tính toán của thiết kế. Đối với vách, thép đai thường chọn đường kính lớn hơn 10mm và lớn hơn 0,1 chiều dài vách. Khoảng cách thép đai không lớn hơn 300mm. Hàm lượng cốt thép ngang không nhỏ hơn 1/3 cốt thép dọc. Liên kết thép đai với thép dọc bằng thép buộc 1 ly, số lượng mối buộc bằng 100% vị trí giao nhau. 3. Gia công, lắp dựng đai phụ. Đai C hoặc đai F. Đai C có nhiệm vụ liên kết định vị hai lớp thép vách đối diện với nhau, giữ cho thép vách không bị chuyển vị trong quá trình thi công. Đai C không được tính toán mà bố trí theo cấu tạo,
thường chọn đường kính từ D6 đến D12. Mật độ đai xây khoảng 4 thanh trên 1 mét vuông.